Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và video ngày hôm nay sẽ có hai tiết mục các bạn rất là hay ho, mà trong đó tiết mục chính là cập nhật tướng, nhưng mà có một cái tiết mục phụ chính là kết quả event mà sổ số trúng thưởng hồi trước á các bạn, mà nó có iPad rồi cái gì tà le á, màn hình rồi Samsung gì các kiểu á, thì đã có kết quả rồi các bạn. Link của cái trang này mình sẽ để dưới cái phần mô tả ha, rồi các bạn có thể vào và tra coi là các bạn có nằm trong cái danh sách này hay không. Khuyến khích là nên đưa vào Excel hay là đưa vào cái gì đó dễ coi, chứ mình coi nãy giờ đỏ con mắt rồi và không có tên. Thì thủ tục nhận giải cũng không khó lắm, các bạn vào coi, nếu thấy tên của các bạn xuất hiện đâu đó trong này á thì các bạn sẽ vào dưới đây Winner Information Registration này nè các bạn bấm vào, xong rồi nó sẽ nhảy ra một cái khung rồi các bạn điền thông tin vào thôi. Thì đại khái là cái này nó sẽ thông báo cho các bạn là vì Covid cho nên nó sẽ được trao lâu hơn một chút, rồi các bạn bấm OK. Rồi cái này là nó nói cái gì đó nữa thì các bạn cứ bấm OK, rồi nó sẽ hỏi từng câu hỏi thì các bạn cứ trả lời thôi. Ví dụ các bạn sống ở ngoài Hàn Quốc nè, rồi OK. Các bạn trên 16 tuổi nè, rồi OK. Rồi gì đó, nhưng mà cái quan trọng là cuối cùng ở dưới đây nè, thì các bạn phải đưa ra được cái tên, country code, address là địa chỉ các bạn, rồi thành phố Hồ Chí Minh rồi gì đó, postal code gì đó. Các bạn cứ tra Google, các bạn sống ở đâu các bạn tra Google tương ứng, các bạn đẩy cái code vô thì OK thôi. Xong rồi nó có một cái tiết mục là chuyển giải thưởng nữa các bạn. Tức là giải thưởng của các bạn á, nó có thể được chuyển đổi thành in game, nghĩa là các bạn không nhận vật phẩm mà nhận Skystone thay thế. Thì mình nghĩ chắc không ai thích cái này đâu, nhưng mà nếu các bạn có nhu cầu thì muốn là nhận Skystone thì các bạn tích vô cái này là nhận 3.800 Skystone. Còn các bạn muốn nhận hiện kim đồ thiệt á thì các bạn lấy cái này nè, nhận hiện kim đồ thiệt. Mình không hiểu tại sao mà nó tích được cả hai nữa. Nhưng mà nó là vậy ha. Rồi xong rồi mấy cái thông tin khác về game thôi, như là server gì, rồi tên account là cái gì, số account là cái gì, thì ở đây nó có chỉ cho các bạn coi số account luôn. Rồi các bạn bấm OK và bấm đinh là xong cái tiết mục điền thông tin. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ vào cái tiết mục chính, đó là cái cập nhật tướng các bạn. Thì để mở bự lên xíu cho đọc nó đã. Thì kỳ này sẽ có những hero như sau: DJ Basar, Haste, hệ lửa các bạn, Shu Alencia. 4 sao thì sẽ có Moonlight Silk nè, và 3 sao thì sẽ có Angelic Momodansi cùng với là Avenger Rast. Rồi Artifact thì sẽ có hai cái 5 sao là Time Matter, Snow Crystal, và một cái 4 sao là Eternus. Đầu tiên là Moonlight Basar các bạn. Thì với hero này á, chiêu 1 sẽ được chỉnh sửa, chiêu 2 sẽ được chỉnh sửa, và chiêu 3 cũng sẽ được chỉnh sửa luôn. Và đặc biệt nhất của Moonlight Basar chính là chiêu 2 các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi từ từ ha. Đầu tiên chiêu 1 tấn công đơn mục tiêu các bạn, xong rồi sẽ có 35% stun một lượt, xong rồi sau đó sẽ hồi máu cho toàn đồng minh luôn. Lượng máu hồi này sẽ giảm đi một chút. Các bạn có thể soul burn lên để mà tăng lượng máu hồi. Cái đặc biệt của DJ Basar chính là ở chiêu 2 các bạn, bão sa mạc. Đây là cái chiêu mà hay ho nè, tấn công tất cả các địch xong rồi sẽ inflict barrier inversion trên toàn cái địch luôn. Barrier inversion là gì? Nghĩa là đảo khiên đó các bạn. Đảo khiên có nghĩa là sẽ đảo cái lượng khiên ở trên kẻ địch thành lượng sát thương, rất là ảo diệu. Không bị kháng bởi effect resistance là cái không thể nào mà bị kháng được. Rồi xong rồi là dù nó có miss đi nữa thì vẫn có thể đảo khiên được kẻ địch. Đọc tới đây là thấy một loạt những hero bị cho lên thớt rồi nè. Mà đặc biệt nhất chính là Pyra các bạn, bởi vì Paira nó sống còn được đó là nhờ cái khiên. Rồi xong rồi để hút sát thương cho toàn đội của Paira nữa. Mà các bạn biết đó, Paira cái khiên cực kỳ dày luôn. Bây giờ DJ Basar chỉ cần chạm nhẹ một phát đảo khiên. Mình không biết là cái lượng sát thương này á, nó có xuyên giáp hay không. Có nghĩa là ví dụ cái khiên 3.000 máu thì bây giờ nó gây ra 3.000 sát thương, hay là cái khiên 3.000 máu rồi cái lượng sát thương 3.000 đó nó bị trừ xuống qua giáp hay là qua gì nữa. Nhưng mà giả sử cái trường hợp tốt nhất nếu như nó không bị trừ những cái đó, nghĩa là nó xuyên giáp 100% á, thì DJ Basar là một cái thế lực gọi là cực kỳ hùng mạnh luôn các bạn, cao tạo rất là nhiều thứ. Đặc biệt nhất là có Pyra nè, nhưng mà có thể kể đưa thêm nữa là có Cilias các bạn, rồi có Dian nè, có Moonlight Crown nè, và có Moonlight Haze luôn các bạn. Cái khiên của Moonlight Haze các bạn đã biết rồi, cực kỳ dày, và DJ Basar chạm nhẹ một phát đảo khiên là đi hết. Rồi có Aria nữa các bạn. Thì đó là những hero mà nói chung là những hero mà chuyên dùng khiên á. Bây giờ sẽ rất là sợ DJ Basar với cái trường hợp là cái lượng đảo khiên này nè, nó suy giáp thôi nha. Còn nếu mà nó bị trừ qua lớp giáp rồi nó bị chia sát thương nữa thì có thể là cần thời gian để chơi để mà có thể đánh giá đúng được hero này á. Rồi thì đó là chỉ là cái tiết mục đảo khiên thôi. Khi đảo khiên xong rồi thì sẽ có 85% trừ hit chance nữa các bạn, 2 lượt. Xong rồi nếu như kẻ địch có cái khiên, tất nhiên các bạn DJ Basar, các bạn pick thì chắc chắn kẻ địch phải có khiên thì các bạn mới dùng cái chiêu này đúng không? Có khiên thì sẽ extra lượt cho bản thân DJ Basar, quá tuyệt vời. Và chiêu này chỉ cooldown có 4 lượt thôi thì cũng không phải là quá dài. Khi mà đánh vào hero có khiên, DJ Basar sẽ được thêm lượt và từ đó sẽ pass the draw, có nghĩa là chiêu cuối DJ Basar thì nó cũng tương tự như phiên bản trước, có nghĩa là búp lên cho toàn đồng minh tăng cộng barrenness, giải tất cả hiệu ứng và immunity. Immunity bây giờ từ 3 lượt giảm xuống 2 lượt, nhưng mà thay vào đó cooldown từ 5 lượt sẽ giảm xuống 4 lượt luôn. Nói chung là bù qua sức lại, cooldown giảm thì cái lượng buff lên nó cũng giảm một chút. Nhìn trong món thay đổi nhiều các bạn, thay đổi nhiều nhất là nội tại DJ Basar, nội tại hồi máu bây giờ nó vô chiêu 1. Và cái nội tại bây giờ chuyển thành một chiêu kích hoạt được, cái chiêu 2 được làm lại cũng quá tuyệt vời luôn. Invert Barrier, đảo lượng khiên thành lượng sát thương. Và chờ xem là có phải xuyên giáp 100% hay không. Nếu mà xuyên thì sẽ rất là tuyệt vời, đấu với lại nhiều hero dùng khiên luôn. Hero tiếp theo Haste các bạn. Trời ơi, hero được kêu gào buff từ hồi xưa tới giờ. Haste sẽ được nhận buff từ 2 chiêu, một là Envoy Sight, có nghĩa là chiêu 1. Bây giờ nó không còn phụ thuộc vào hệ của địch là hệ đất hay không nữa. Bây giờ Envoy Sight thì sẽ tấn công đơn mục tiêu và 75% tỷ lệ steal one buff, có nghĩa là cướp một buff từ kẻ địch. Thì nó sẽ tốt hơn gấp nhiều lần so với việc 75% cái hiệu ứng chảy máu trong 2 lượt. Rồi tốt hơn nhiều đúng không? Xong rồi, nhưng mà cái đặc biệt của Haste chính là ở cái chiêu 3 này nè, tấn công toàn mục tiêu các bạn, xong rồi sẽ xóa 2 buff. Đây là cái điểm mới, xóa 2 buff. Xong rồi sẽ có 100% gây 2 hiệu ứng chảy máu trong 2 lượt, không hề có giới hạn gì cả. Sau đó khi mà đòn đánh crit thì chắc chắn các bạn build Haste là phải crit rồi. Đòn đánh crit thì sẽ có 85% phá giáp trong 2 lượt. Cái này nó gần như là y chang Ran luôn á các bạn. Một cái chiêu mở combat mà vừa xóa búp xong rồi lại vừa phá giáp là quá tuyệt vời. Và với lượng speed khoảng 120, tất nhiên không thể nào nhanh bằng Ran hay Pyra, thậm chí còn chậm hơn Cilias 1 speed nữa. Tuy nhiên với một lượng speed 120 thì các bạn hoàn toàn có thể build Haste kiểu như là mở combat luôn. Ở trên những cái mức răng từ trăm bệnh đổ xuống thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng Haste với cái mục đích đó. Ngoài ra thì cái chiêu này á, sát thương sẽ càng tăng thêm nếu như bên địch càng ít hero các bạn. Đặc biệt là chỉ có 3 hero thì sát thương sẽ tăng thêm nữa. Nghĩa là Haste vẫn giữ cái vị trí là sát thương mạnh trong Guild War các bạn. Và đồng thời có một cái ý rất là hay, chiêu này không thể bị counter attack. Có tức là các bạn bây giờ có thể tự tin dùng Haste để mà làm sát thương chính trong những cái team mà có Blind hay là Rem. Mặc dù Rem là hệ Ice, nhưng mà nếu có miss thì chỉ có 50% miss thôi. Rồi có Violet nè, rồi có Selene, Moonlight nè, rồi có những cái thứ counter. Không thể nào counter được chiêu cuối của Haste. Nghĩa là tự tin bung chiêu 3 ra để mà gây sát thương chính lên team địch luôn. Thì bây giờ Haste sẽ có 2 cái cách build các bạn. Mình nghĩ sẽ có một cách là opener mở combat, một cách thứ hai là gây sát thương, nghĩa là sẽ có hero mở combat trước rồi đẩy combat readiness của Haste lên. Nhưng mà với cái đặc điểm là speed gốc 120, mình nghĩ vẫn có thể build Haste vừa đi nhanh mà vừa sát thương to được, để đóng vai trò là sát thương chính sau khi team mình đã hỗ trợ xóa buff rồi phá giáp rồi buff attack lên. Thì Haste với cái buff này mình nghĩ sẽ được sử dụng nhiều hơn một chút. Tất nhiên là không thể nào mà phá game được, bởi vì hiện tại xu hướng của Haste nó như là cleaver các bạn. Nếu mà cleaver opener thì sẽ không đua lại Ran này nè, không đua lại Cilias nè. Nhưng mà về sát thương cleave thì các bạn vẫn có nhiều lựa chọn hơn. Nhưng mà nếu các bạn không có những hero khác thì các bạn vẫn có thể dùng Haste để đóng vai trò sát thương chính trong clip. Shu cũng sẽ được buff lên với chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 đều có chỉnh sửa luôn. Chiêu 1 thì bây giờ chỉ đơn thuần là đổi cái sunburn thôi, tốn 2 cục lửa để có thêm lượt, không có gì thay đổi cả. Chiêu 2 push thì sẽ có thay đổi đây. Bây giờ các bạn không cần tốn focus để hồi máu nữa mà sẽ luôn luôn hồi máu khi dùng chiêu 2 các bạn. Và lượng xuyên giáp cũng sẽ tăng lên từ 50% thành 70% luôn. Nếu như mà focus của Shu max thì sẽ tăng sát thương lên. Thì cái đặc điểm của focus nó chỉ như đó thôi. Hồi xưa là các bạn phải max focus thì đánh nó mới hồi máu, còn bây giờ là có thể hồi máu luôn, không cần phải đầy focus làm gì cả. Nhưng mà bù lại thì cái lượng sát thương nó sẽ giảm một chút các bạn. Nó bù qua sát lại thôi ha. Chiều cuối thì nó cũng là tấn công toàn cái địch rồi búp cho toàn đồng minh kháng crit và immunity trong 2 lượt. Đồng thời là sát thương sẽ tăng theo máu tối đa. Nhưng mà có thêm một cái nữa là nếu như chiêu cuối ở trong trạng thái cooldown thì sẽ có 20% counter nếu như đồng minh bị tấn công các bạn. Có nghĩa là như cái artifact Elbris Ritual Saw luôn á. Khi đồng minh bị tấn công, Shu có thể counter lại được. Và nếu các bạn lắp set counter vô Shu nữa thì không khác nào là Balan đang đứng đó. Và khi mà Shu tấn công bằng chiêu 1 thì Shu có một cái equipment đó là nếu tấn công bằng chiêu 1 thì sẽ có 4% kích hoạt qua chiêu 2. Đòn này có thể kích hoạt bằng counter luôn các bạn. Có nghĩa là khi chiêu 1 xong chiêu 2 có thể hồi máu được một chút. Thì các bạn có thể thấy là gắn set counter cho Shu, các bạn có thể gọi là cù nhây tốt hơn so với tình hình hồi trước. Thì đây là một cái buff cũng gọi là khá ổn cho Shu. Qua Alencia thì cũng có sự thay đổi các bạn. Đầu tiên là giảm sát thương chiêu 1, chưa gì hết là thấy nớp rồi. Nhưng mà cái mạnh của Alencia chính là cái nội tại được chỉnh sửa các bạn. Hồi xưa các bạn sẽ phải cần bị tấn công mới kích hoạt được cái hiệu ứng Mind's Eye. Bây giờ các bạn không cần bị tấn công nữa mà cứ đầu lượt là các bạn sẽ có 100% tỷ lệ bật Mind's Eye lên. Mà Mind's Eye là các bạn không thể strip. Mind's Eye thì hồi trước nó sẽ bóp Effectiveness và Effect Resist á. Bây giờ thì nó chỉ bóp tập trung vào Effectiveness thôi. Nhưng mà cái quan trọng là nếu như các bạn có Mind's Eye trên người á, khi mà dùng chiêu 1 xong sẽ kích hoạt qua cái chiêu 2 Trample, nghĩa là đạp xuống đất á. Thì bây giờ các bạn sẽ có tỷ lệ là luôn luôn sử dụng cái combo là chiêu 1 xong qua Trample luôn, chứ không có cần hồi xưa là phải chờ đánh rồi có tỷ lệ kích hoạt, mà lỡ nó không nhảy được Mind's Eye là coi như Alencia rất là yếu. Bây giờ thì luôn luôn có cái Mind's Eye trên người. Đồng thời là cái chiêu Trample này các bạn cũng được buff luôn là sẽ injury kẻ địch, không có đơn thuần là sát thương như hồi xưa nữa, và tối đa là 10% các bạn. Có nghĩa là một cú này sẽ cắt 10% máu tối đa cái địch. Thì mình nghĩ với cái buff này nó sẽ giúp Alencia trở lại gọi là một con bài mà đấu với lại những hero chuyên đi tăng mà cù nhây nhiều á, chẳng hạn như Aravi nè đó. Thì bây giờ Alencia có thể phá máu cái địch từ từ, hoặc là Belion cũng vậy, hoặc là những hero mà vừa trâu bò vừa đánh đau á, Alencia có thể là một câu trả lời. Thì bù qua sát lại thôi, sát thương của Trample sẽ giảm xuống một chút. Cuối cùng chiêu cuối Genesis các bạn thì nó sẽ được buff là tăng compariness của bản thân Alencia thêm 50%. Hồi trước thì sẽ tấn công toàn cái địch xong rồi xóa hết tất cả các buff và sẽ tăng defense cho toàn đồng minh 2 lượt. Thì cái điều đó nó vẫn giữ nguyên. Thì bây giờ sẽ buff compariness Alencia sẽ giúp cho Alencia xoay lượt nhiều hơn. Thì vì nó đổi cái tỷ lệ kích hoạt của Mind's Eye cho nên là cái equipment mà tăng tỷ lệ kích hoạt nó sẽ xóa luôn, và nó sẽ đổi lại thành là hồi máu khi mà dùng chiêu 1, sẽ giúp cho Alencia gọi là cù nhây lâu hơn. Qua đến hero 4 sao các bạn thì Wanderer's Silk. Đầu tiên chiêu 1 thì thay vì là chảy máu, bây giờ thì sẽ target kẻ địch, tăng sát thương lên. Chiêu 2 thì khá là ấn tượng đó, xóa một buff của kẻ địch. Đây là chiêu đơn mục tiêu thôi. Và nếu như bản thân Wanderer's Silk có buff trên người thì sẽ đua attack với lại đồng minh có attack cao nhất. Nó tựa như là của Ras vậy á các bạn. Nhưng mà thay vì là phá giáp thì bây giờ sẽ là xóa một buff. Nhưng mà cái điều kiện kích hoạt thì nó hơi ngặt nghèo một chút là bản thân Wanderer's Silk phải có buff thì mới kích hoạt được. Thì đây cũng chính là cái điểm yếu của chiêu này các bạn. Nó khó khăn trong cái việc mà sử dụng á. Xong rồi thì chiêu cuối Shock Arrow thì vẫn giữ nguyên cái tư tưởng là trừ compariness 100%. Tuy nhiên bây giờ thay vì là silence và cấm hồi máu thì bây giờ sẽ là silence và trừ attack trong 2 lượt. Điểm yếu của chi này là cần phải có hero đi trước xóa immunity, chứ gặp kẻ địch có immunity là chiêu này coi như vô dụng các bạn. Một cái buff thêm á, bây giờ sẽ buff khiên cho bản thân Wanderer's Silk. Thì cái buff này mình không thấy có nhiều giá trị trong chức năng của Wanderer's Silk các bạn. Nó có ghi một câu á là sức mạnh của khiên tỷ lệ thuận với lại level của Wanderer's Silk. Nếu mà nó tỷ lệ thuận theo cái kiểu Paira thì mình có thể suy nghĩ lại. Nhưng mà tỷ lệ thuận mà cũng thấp thấp nhỏ nhỏ thôi á, thì mình nghĩ cũng không có gì đáng để cân nhắc cả. Mà đặc biệt bây giờ là có DJ Basar vừa mới được buff luôn. Thì nhìn chung Wanderer's Silk các bạn, mình vẫn thích cái cơ chế cũ hơn. Có nghĩa là sẽ bắn chiêu 2, hồi đó mình nhớ là Automatic Fire bắn chiêu 2 rồi có thể kích hoạt bắn chiêu 2 thêm một lần nữa. Thì nó có thể là vui hơn, còn bây giờ thì nó hơi bị công nghiệp á các bạn, mình cũng không biết là mình cảm thấy như thế nào nữa. Chỉ có đặc biệt một cái là Imprint Release sẽ được tăng lên thành Speed thay vì là Crit Chance sẽ có thể dùng trong buff Speed được. Và có một cái đặc biệt nữa là Equipment Wanderer's Silk á các bạn, sẽ có một cái món Equipment là xóa một buff của kẻ địch khi dùng Shock Arrow trước khi đặt hiệu ứng của Shock Arrow lên. Có nghĩa là các bạn có thể khống chế một hero bên địch. Nhược điểm là chỉ có 112 Speed gốc thôi, cho nên build đi nhanh thì cũng khá là khó. Tuy nhiên chỉ cần nhanh hơn những hero quan trọng, chẳng hạn như là Hoa Dâm nè, chẳng hạn như là Moonlight Carrick nè, thì các bạn có thể dùng với cái equipment số immunity và trừ còn battery này tụi nó về 100% luôn. Nhưng mà cái đó phiên bản cũ thì cũng làm được, không cần đến cái phiên bản mới như vậy. Cho nên là để coi, mình cũng không thấy ấn tượng lắm với cái này, chỉ có mỗi ấn tượng là cái speed này thôi các bạn. Montmorancy sẽ được hiệu chỉnh lại một chút. Bây giờ cái chiêu Sleep Sorcery nó sẽ tăng tỷ lệ gây ngủ lên. Tất nhiên là cái rune gây ngủ thì nó sẽ mất đi. Chiêu cuối của Montmorancy các bạn, hồi xưa là nó ngược ngạo lắm, hồi máu xong rồi mới giải debuff. Cho nên là nếu các bạn bị cấm hồi máu á, thì Montmorancy nó cũng sẽ hơi phiền ở cái chỗ đó. Nhưng mà bây giờ thì nó đảo lại rồi, giải debuff, giải 2 debuff luôn, xong rồi mới hồi máu các bạn. Thì coi như đây là một chiêu support rất là mạnh luôn. Một cái rune của Montmorancy cũng sẽ được đổi hiệu ứng các bạn. Bây giờ nếu như các bạn bị tấn công bởi kẻ địch mà không phải boss hoặc là quái khủng á, thì sát thương sẽ nhận giảm đi 15%. Tức là nó thiên hướng về PvP các bạn, sẽ giúp cho Montmorancy sống lâu hơn. Ras cũng được buff, thì Ras mình thấy nó được buff nhẹ nhẹ hơn một chút. Tức là sẽ buff chiều cuối của Ras, tăng lượng máu hồi lên. Rune thì cũng sẽ được thay đổi. Thì cái West Rune này á, hồi xưa nó sẽ buff immunity cho bản thân Ras và đồng minh có attack cao nhất trong 2 lượt. Nó không có ghi rõ ra là đồng minh có attack cao nhất, mà ngoại trừ bản thân Ras. Nghĩa là nếu như trường hợp đó Ras có attack cao nhất thì Ras chỉ buff immunity cho mình Ras thôi. Bây giờ nó sẽ chỉnh lại câu cú, tức là sẽ buff cho immunity bản thân Ras, xong rồi đồng minh khác có attack cao nhất mà ngoại trừ bản thân của Ras ra. Thì nó mình thấy là thường Ras mình build theo kiểu tăng cờ, cho nên mình cũng không để ý cái rule này lắm. Một cái rule khác, Solitude cũng sẽ được buff luôn, là bây giờ nếu như hero ở tuyến sau á, bị sát thương từ một đòn single attack và sát thương đó nó gây ra trên 30% máu tối đa của hero đó, thì sẽ tự động buff khiên cho hero tuyến sau luôn các bạn. Và cái khiên này nó sẽ là 40% lượng máu tối đa của Ras. Có nghĩa là cái hiệu quả bảo kê của Ras bây giờ nó hơi bị khủng á các bạn. Đặc biệt là mình nghĩ nếu như phối hợp với lại Seaside Bellona, đặt Seaside Bellona ở tuyến sau, xong rồi Ras đứng ở đâu đó trong team, có thể là tăng cờ tuyến đầu hoặc là đứng ở đâu đó trong team giữ Adamant Shield chẳng hạn. Vốn dĩ hero này nó đã ổn rồi, cho nên mình nghĩ là Ras buff được như vậy thì cũng là khá được. Qua đến artifact 5 sao Time Matter thì nhìn chung không có gì thay đổi về tổng quan. Nó chỉ thay đổi một cái là bây giờ thay vì phải đi qua cái điều kiện là tiêu diệt kẻ địch mới được cộng sát thương, thì bây giờ các bạn sẽ được cộng một miếng nhỏ nhỏ sát thương trước. Xong rồi nếu như mà tiêu diệt được kẻ địch đó, thì các bạn sẽ được reset cooldown một lượt nè, rồi cộng thêm cái lượng sát thương mà các bạn còn thiếu vô. Lượng sát thương tổng thể lại thì nó vẫn giữ nguyên như cũ, nó không thay đổi cái lượng sát thương đó, chỉ cái là nó búp sát thương một chút xíu ban đầu thôi để các bạn dễ sử dụng hơn. Artifact của Shu các bạn, Snow Crystal, thì artifact này mình thấy rất là hay, tăng tỷ lệ kháng crit lên 20%. Bản thân của Shu có cái buff kháng crit lên 50%, nghĩa là khi dùng artifact này sẽ có 70% tỷ lệ kháng crit. Hoặc là nếu như các bạn dùng cho những hero chiến binh đó, phối hợp với Dian cũng khá là tốt luôn. Dian sẽ có buff kháng crit, cộng với này nữa sẽ có 70% kháng crit, sẽ giúp cho bảo kê team, không phải bảo kê team mà là bảo kê hero mang cái artifact này á, tốt hơn, kháng những cái đòn crit đi. Artifact Eternus thì nó sẽ buff từ một artifact rất là rác sang một artifact thì trông có vẻ hợp lý hơn. Tức là hồi xưa á, các bạn thấy tăng competitiveness của bản thân hero mang cái artifact này khi mà đồng minh bị debuff bắt đầu lượt, thì thường đồng minh bị debuff là nó, hoặc là nó bị debuff khống chế, nó sẽ tỷ lệ bắt đầu lượt nó rất là thấp, hoặc là bị những cái debuff như là phá giáp hay là cái gì đó, thì bên địch đi 2-3 lượt là hero đó nó đi, gọi là nó lên đường rồi. Cho nên là khi đợi đến hero bên đồng minh á, mà có debuff mà bắt đầu được lượt á, thì nó rất là khó các bạn. Thay vì như vậy, bây giờ thì khi mà đồng minh bị debuff kẻ địch ở cuối lượt thì hero mang artifact Eternus sẽ được nhận combat readiness, có nghĩa là sẽ đi theo lượt của kẻ địch các bạn, chứ không phải là lượt của đồng minh, thì sẽ tăng cơ hội cứu team được nhiều hơn. Đây các bạn có thể tưởng tượng một cái trường hợp như này, ví dụ Ran hoặc là Paira mở combat gây debuff lên team mình, thì ngay khi Ran hoặc Paira hết lượt á, hero mang artifact Eternus sẽ nhận được combat readiness, và nếu như cắt lượt được hero nối combo của bên Ran và Paira thì có thể cứu được team. Bởi vì là có thể giải hết hiệu ứng như là Restrict, có thể giải phá giáp, rồi nói chung là giải các hiệu ứng đó. Thì đây là một artifact mà mình nghĩ có thể là được sử dụng nhiều bởi cái tiềm năng là cứu team của nó. Và đó cũng chính là toàn bộ cái đợt cập nhật gọi là nhá hàng buff hero các bạn. Thì nhìn chung có những cái hero mình thấy rất là hay. Hay nhất chính là DJ Basar các bạn, với cái hiệu ứng đảo khiên rất là tuyệt vời luôn. Xong rồi có Haste thì với một cái chiêu thức hứa hẹn chiêu cuối, rất là hứa hẹn, vừa mang hơi hướng mở combat mà vừa có thể sử dụng để gây sát thương chính luôn. Shu Alencia thì mình nghĩ là cần được test thêm để có thể thấy được cái tiềm năng hero này, nhưng mà xét về tiềm năng thì khá là cao, có thể cuộn nhây rất là lâu trong những cái team mà bruiser các bạn. Wanderer's Silk thì mình không có ấn tượng lắm, cũng cần được test. Montmorancy thì cũng như vậy, nó sẽ sửa cái chiêu 3 hợp lý hơn thôi, và nó hơi gọi là nó sẽ trở nên tăng cờ hơn trong những trận PvP. Ras cũng vậy các bạn, nhìn chung không có sửa nhiều, nhưng mà ngoại trừ cái việc là bảo kê hero tuyến cuối á, khá là ấn tượng, có thể phối hợp với lại Seaside Bellona. Artifact thì mình nghĩ là Snow Crystal và Eternus sẽ gọi là có những cái hiệu ứng hay ho trong PvP. Thì đó là tổng quan về buff hero và artifact kỳ này. Hy vọng là các bạn thấy video này có ích. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video này tại đây, và hẹn gặp lại các bạn trong những clip kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.